Sau khi mà chúng tôi phân tích và tìm các dữ liệu về phim X quang cũng như là hình ảnh này và dấu răng thì mình có một cái dữ liệu đầy đủ trên màn này rồi. Thì bây giờ mình sẽ phân tích các cái vấn đề ngoài cái vấn đề mà mình đến nhá. Thì trên ảnh ngoài mặt này thì mình có thể thấy là đầu tiên là cái ảnh phía ngoài mặt này thì là cái tổng thể khuôn mặt của em hiện tại khá là xinh và cân đối hai bên này. Tuy nhiên thì là cái hàm răng ở toàn bộ hàm trên này nó đang lệch sang bên trái một chút xíu, khoảng độ 2 ly. Thì trên ảnh này mình có thể nhìn rõ là cái đường giữa của cung răng nó không trùng với đường giữa mặt này. Đến khi hình ảnh ở trong miệng này thì mình cũng có thể quan sát được là cái đường giữa hàm trên và hàm dưới không trùng nhau. Thì cũng như cái hình ảnh ngoài mặt này thì đường giữa hàm dưới đang trùng khá là tốt với đường giữa mặt này. Còn đường giữa hàm trên thì bị kéo sang phía bên trái. Đó, nguyên nhân của cái việc này thì là mình bị khuyết một cái răng này đây. Nó chui vào trong nên là toàn bộ cung răng nó sẽ bị đẩy sang bên này. Đó. Tiếp theo là mình sẽ nhìn đến cái những cái hình ảnh khớp cắn nhá. Khớp cắn là phía bên này. Thì đây là cái vùng răng mất, vùng răng mà bị chui vào trong ấy. Đó. Và hàm dưới thì có một cái răng chui ra ngoài. Mình sẽ quan sát thêm một cái vấn đề ở bên hàm bên này mà mình không biết. Đó là cái khớp cắn ở vùng bên này thì nó chưa được cân xứng hoàn toàn này. Thông thường thì cái vị trí răng ba này nó sẽ trùng vào cái vị trí ở giữa cái múi răng của hai cái răng này. Tiếp theo là cái vùng khớp cắn ở đằng trước này thì mình quan sát thấy là lý do vì sao mà cái cằm của em ở ra sau này. Thì nó là nguyên nhân là chủ yếu là biểu hiện lên cái hình ảnh răng là ở đây. Ví dụ như là thông thường ấy, thì khớp cắn của hai hàm ấy, thì nó sẽ chồng lên nhau, người ta gọi là độ cắn phủ. Là hàm trên thì chồng lên răng hàm dưới khoảng độ 2-3 ly thôi. Còn của mình thì là nó đã trùm gần như là hết toàn bộ cái răng cửa hàm dưới. Thì đây được gọi là tình trạng cắn sâu ở trên răng. Thì mình sẽ quan sát thêm chi tiết thêm một cái vấn đề ở trong cái phim phân tích xương này nhé. Thì là trên phim này mình thấy được là cái góc mặt của em ấy nó khá là đóng. Những cái tình trạng góc đóng này thì nó sẽ tạo cho mình một cái khớp răng cắn sâu. Đồng thời là mình sẽ có cái cằm lùi một chút vì là nó bị cản trở, hàm trên cản trở hàm dưới nên hàm dưới chui ra sau. Để giải quyết những vấn đề này nhé thì mình sẽ điều trị niềng răng. Niềng răng sẽ giải quyết cho em được là mình sẽ sắp đều toàn bộ cung răng này. Những cái vùng răng khớp khểnh ở hai hàm này thì chắc chắn là nó sẽ đều. Tiếp theo là cái vùng đường giữa này, cân chỉnh cung răng này nó sẽ xoay sao mà hai cái đường giữa này trùng nhau và trùng với đường giữa mặt. Đấy là cái kết quả mình sẽ đạt được. Tiếp theo là cái vùng vấn đề về cắn sâu và lùi cằm. Chỉ cần giải quyết cái vấn đề kích thước dọc này thôi là mình sẽ có một cái khớp khá là tốt rồi. Đó, thì mình sẽ lên kế hoạch chính xác để mình sửa nhé. Đây là cái bảng giá này, cũng như là nhiều loại mắc cài của phòng khám để mình đã chọn. Thì em có tìm hiểu sơ qua về các cái dòng mắc cài này chưa? Em có rồi, bạn em thì cũng đã niềng ở cơ sở mình. Em có ba bạn thì ba bạn ấy niềng đều ở cơ sở mình. Nhưng mà bạn ấy niềng với mức giá này 33 triệu. Mình sẽ tiến đến phân tích một chút về cái mắc cài mà em chọn nhé. Thì cái mắc cài này nó là một cái mắc cài rất là tốt cho di chuyển răng này. Nó được gọi là mắc cài Diamond, thiết kế cá nhân hóa nụ cười. Tức là cái mắc cài này nó đã thiết kế để sao cho mà phù hợp với từng ca điều trị. Tức là ví dụ như ca của em này thì chị sẽ lựa chọn một cái dòng mắc cài nó có cái thông số phù hợp, nó gọi là mắc cài stent hai hàm. Thì nó rất phù hợp cho những ca mà cắn sâu và không hô như thế này. Thì nó sẽ không làm chìa thêm trục răng này, cũng không làm cho cái tình trạng răng của mình nó bị quặp thêm nếu mà mình kéo vào. Đó, thì là nó rất phù hợp cho ca này. Kế hoạch để giải cái phần khớp khểnh của mình thì mình sẽ cố gắng là giữ cái cung cười đẹp này, cái gương mặt về nhìn nghiêng khá là thẩm mỹ này, bằng cách là mình chỉ kéo cái phần răng thiếu này ra phía sau cung răng này thôi. Mình có một cái phần xương ở phía sau này này. Tiếp theo là những cái vùng khớp khểnh khác ở vùng hàm dưới thì như chị nói là sẽ phải nhổ một vài cái răng. Thì mình sẽ nhổ cái răng khôn này. Đây là cái răng 38 này. Đấy là cái vấn đề về nhổ răng để giảm giải khớp khểnh nhá. Tiếp theo là mình sẽ có khí cụ phối hợp với mắc cài là vít. Cái vít thì là nó sẽ đặt vào phần lợi. Ở bên dưới là có một cái hệ thống xương khá là cứng chắc thì mình sẽ đặt cái vít. Cái vít nó giống như một cái cặp để kéo răng ấy. Nó cũng sẽ khá là nhẹ nhàng thôi. Thì mình sẽ dùng 4 cái vít ở mỗi cung hàm để mình kéo toàn bộ răng ra. Thế thì sau khi mà mình có những cái khí cụ này rồi thì mình đã giải quyết được gần như là hết các vấn đề về răng của mình rồi. Thì chị sẽ tổng kết lại một chút nhé. Chi phí mà mắc cài Diamond hiện tại phòng khám thì là 38 triệu. Mình sẽ được giảm giá, sau khi mà giảm giá thì còn có 33 triệu thôi. Tiếp theo là chi phí vít thì mình sẽ có 4 cái vít này, thì là
một cái VIP là 1,5 triệu, 4 cái là 6 triệu. Thì mình cũng sẽ được ưu đãi là giảm 30% chi phí VIP thì còn có 4,2 triệu thôi. Tổng chi phí của em là 37,2 triệu này. Thì cái việc thanh toán phòng khám thì phòng khám sẽ ra cái quy định về thanh toán, đó là mình sẽ thanh toán 30% của gói điều trị vào hôm bán mắc cài là hôm nay. Tiếp theo đó thì mỗi tháng mình sẽ thanh toán 1 triệu trả góp không lãi suất. Thế thì bây giờ mình đã sẵn sàng để mình gắn mắc cài lên miệng, bắt đầu một hành trình niềng răng chưa? Vâng ạ. Bắt đầu nhá. Thì mình đã gắn mắc cài xong rồi May nhỉ? Thì đầu tiên là chị muốn hỏi là cảm xúc của em bây giờ là gì? Cảm xúc của em bây giờ, em vừa mới trải kiểu cảm giác vừa trải qua một cuộc thật và môi em thì không bấm được luôn. Thấy khó chịu hay là chỉ lạ thôi? Chỉ lạ miệng. Thế bây giờ chị sẽ gọi là có một vài cái lưu ý để mình về sau khi mà mình gắn mắc cài thì mình sẽ dễ chịu hơn này, cũng như là mình cảm thấy mình không quá lo lắng. Đầu tiên thì là mình sẽ có cảm giác là hơi khó chịu này, bận môi bận má này. Có khi nào mà cũng có một vài trường hợp là các bạn còn bị nhiệt nữa. Vâng, đúng. Vì khi mà mắc cài nó cọ vào môi mà mình không quen, hoặc là mình cắn một cái động tác cắn nào đấy nó sức, thì bác sĩ sẽ đưa cho mình một cái gọi là sát nha khoa để mình xử lý các cái vấn đề về cọ môi cọ má này. Tiếp theo là mình sẽ vệ sinh răng miệng như thế nào. Thì mình sẽ phải vệ sinh răng miệng kỹ hơn là bình thường. Nó không có cái gì khác biệt quá nhiều đâu, nó chỉ là kỹ hơn thôi. Ví dụ bình thường mình đánh răng khoảng 1-2 phút thôi, thì bây giờ mình sẽ bỏ ra khoảng 5 phút. Mình đánh kỹ từng xung quanh từng cái mắc cài một. Chỉ cần kỹ thôi, còn không có kỹ thuật nào nó đặc biệt hơn đâu. Đấy. Tiếp theo là mình sẽ sử dụng những cái, ví dụ mình cảm thấy là nó dễ bị đọng thức ăn hay hôi miệng, thì mình có thể sử dụng thêm những cái dụng cụ để hỗ trợ vệ sinh. Ví dụ như là máy tăm nước này, hay là chỉ tơ, hoặc là bàn chải kẽ.